mẹ tôi hỏi tôi bao giờ con chó mới đi vệ sinh đúng chỗ tôi trả lời là, nhanh thôi là chỉ để mẹ yên tâm thôi khi tôi quay mặt đi Ở nước mắt tôi lại rơi việc cho nó đi đúng chỗ là một phần của một đời người không thể nhanh được